Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, đây là giây phút tiễn đưa đồng chí thiếu tá Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong những giọt nước mắt đầy đau xót, nghẹn ngào của người vợ, của người mẹ, của tất cả người thân trong gia đình, cùng toàn thể anh chị em, các bạn bè đồng nghiệp xa gần nay đã trở về đây để cùng nhau đưa tiễn đồng chí nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Những năm tháng, những ngày tháng đồng chí Trần Ngọc Duy còn sống trên trần gian thì được tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tin yêu quý trọng. Và đối với gia đình thì đồng chí luôn là một người con ngoan, có hiếu với ông bà, cha mẹ. Và đối với vợ con thì đồng chí luôn là một người chồng nhất mực yêu thương vợ và chăm lo cho các con. Vậy mà ngày hôm nay đồng chí lại vội chốt đi hơi thở cuối cùng, rời xa trần thế để trở về với tổ tiên, với ông bà. Kể từ nay âm dương cách biệt, không bao giờ có thể thấy đồng chí thiếu tá Trần Ngọc Duy ở trên trần gian được nữa. Những ngày vừa qua, tất cả mọi người, các anh em trong đơn vị, từ các đồng chí cơ quan ban ngành đoàn thể đã trở về để lo lễ tang cho đồng chí. Và cuối cùng thì ngày hôm nay thì tất cả mọi người, các anh chị em trong cơ quan, cùng toàn thể các ban ngành đoàn thể, rồi tất cả các cụ, các ông, các bà, anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa về tại phường Quang Trung, tổ 4, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để cùng nhau đưa tiễn đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Âu cũng là số phận của con người, nhưng sự ra đi của đồng chí để lại cho tất cả mọi người, cho gia đình, cho bố mẹ, cho anh chị em, cho tất cả các bạn bè xa gần một nỗi xót xa vô hạn mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa các quý vị, trong những ngày đầu xuân năm 2023 thì đồng chí Trần Ngọc Duy cũng đã có những cái thời gian, những cái ngày Tết ấm êm bên gia đình, vui vẻ bên các con, và cũng đưa các con cùng vợ đi chơi khắp mọi nơi. Ai có ngờ đâu, xong đầu năm mới, gia đình lại nhận một tin quá xót xa, ngập ngùi, trong khi đồng chí làm nhiệm vụ và đồng chí đã gặp sự cố trên máy bay và đã hy sinh, để lại cho tất cả chúng ta những nỗi niềm xót xa vô hạn. Kính thưa tất cả các quý vị và các bạn thân mến, đây là Nghĩa Trang Liệt Sĩ, là nơi đưa đồng chí về để an nghỉ nơi cuối cùng, yên giấc nghìn thu. Chiếc lá cờ màu đỏ thì luôn luôn phủ lên linh cữu của đồng chí, đó là một người thiếu tá Trần Ngọc Duy. Xót xa vô hạn, được tin thì tất cả mọi người ai cũng bàng hoàng, cũng chỉ mong sao để cầu chúc cho đồng chí về cõi vĩnh hằng được an nghỉ giấc ngàn thu. Giờ tiễn đưa đầy đủ các ban ngành đoàn thể, rồi các anh chị em xa gần, các cụ, các ông, các bà nay đã tề tựu hết về nơi đây để cùng nhau đưa linh cữu của đồng chí về nghĩa trang an nghỉ, để từ nay âm dương cách biệt, không bao giờ các con của đồng chí có thể gặp lại một người cha như ngày nào được nữa. Đồng chí thiếu tá Trần Ngọc Duy sinh được hai người con, hiện tại các cháu vẫn còn nhỏ, đang trong độ tuổi, còn bàn tay của đồng chí
cùng người vợ để chăm sóc hàng ngày cho các con. Nhưng lúc này đây thì đồng chí đã không còn nữa, để lại cho người vợ hiền một gánh nặng mà không bao giờ có thể quên đi được. Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là quy luật tạo hóa của con người chúng ta, nhưng sự ra đi của đồng chí để lại một tổn thất nặng nề đối với gia đình, đối với ông bà, cha mẹ ngày hôm nay. Tất cả các đơn vị, các anh em, bạn bè nay đang đông đủ về nơi đây, những giọt nước mắt để chứa chan dòng lệ đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Thật thương tiếc cho một thiếu tá vẫn còn quá trẻ, nay đã mãi mãi rời xa nơi này để về vui với nắng sớm mây chiều, không bao giờ trở lại. Kính thưa tất cả mọi người, đồng chí Trần Ngọc Duy sinh ngày 8 tháng 7 năm 1992. Đồng chí đã bao nhiêu năm công tác và đã được rèn luyện, song đồng chí đã là một phi công giỏi mà hiện nay nhà nước đang tin dùng. Nhưng do một sự cố hy hữu thì đồng chí đã không còn nữa. Đây cũng là một tổn thất không nhỏ đối với nhà nước của chúng ta và đối với ngành lực lượng chiến sĩ của chúng ta hiện nay. Giờ phút này tất cả anh chị em, cô dì, chú bác cùng với bà con hàng xóm đưa tiễn đồng chí nuốt chặng đường cuối cùng mà dòng lệ chảy tuôn trào, không bao giờ có thể quên được những giây phút xót xa, nghẹn ngào ấy. Tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp sẽ mãi mãi nhớ tên đồng chí Trần Ngọc Duy và sẽ luôn luôn tưởng nhớ đồng chí và cầu chúc cho đồng chí thanh thản về cõi vĩnh hằng yên giấc nghỉ ngàn thu. Luôn luôn hãy hướng về để phù hộ cho toàn thể gia đình, ông bà, bố mẹ, cho tất cả mọi người trên thế gian này luôn luôn được mạnh khỏe, được bình yên. Và cũng mong rằng đồng chí hãy an nghỉ về cõi vĩnh hằng, để rồi vợ cùng các con sẽ hằng ngày luôn nhớ tới đồng chí. Và đồng chí cứ yên nghỉ, hãy yên tâm ra đi thanh thản, rồi vợ của đồng chí sẽ cố gắng từng ngày để chăm lo cho các con sẽ được khôn lớn trưởng thành. Giây phút này là giây phút chuẩn bị làm lễ hạ huyệt cho đồng chí và tất cả mọi người đang cùng nhau niệm Phật để mong rằng đồng chí có thể ra đi thanh thản. Giờ này đây các anh em, bạn bè, đồng nghiệp đang đưa linh cữu của đồng chí để cùng nhau hạ huyệt và cho đồng chí an nghỉ ở nơi nghĩa trang liệt sĩ này. Tất cả mọi người chúng ta, ai xem được clip này, chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật để cho đồng chí mãi mãi được thanh thản về nơi vĩnh hằng yên giấc nghỉ ngàn thu. Xin đồng chí hãy phù hộ cho anh em, cho bạn bè, đồng nghiệp luôn luôn được may mắn, được mạnh khỏe, được bình an trên cuộc sống này. Xin được vĩnh biệt đồng chí.